Diệp Lâm Anh đau lòng gặp lại con trai sau phiên tòa, ẩn ý chồng cũ bỏ bê không chăm con. Diệp Lâm Anh mới đây đã lần đầu được gặp lại con trai sau khi mất quyền nuôi con vào tay chồng cũ tại phiên tòa vừa qua. Tuy nhiên nhìn thấy con trai, Diệp Lâm Anh không khỏi đau lòng vì con nhẹ cân đi rất nhiều. Sau 2 tuần kể từ phiên tòa giành quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh khiến nhiều mẹ bỉm thương xót vì phải xa bé B-Boy. Đau lòng vì hai chị em không được trưởng thành cùng nhau, Diệp Lâm Anh đã sắp xếp thời gian gặp con trai, đưa B-Boy và Burin đến công viên giải trí ngày cuối tuần. Nữ diễn viên cũng nhận ra sự thay đổi trong cân nặng của con trai. Mới đây, tài khoản Instagram của con trai Diệp Lâm Anh do nữ diễn viên quản lý đã đăng tải hình ảnh trong khu vui chơi giải trí kèm dòng trạng thái. Thanh niên B-Boy nhẹ cân quá, vừa treo lên dây muốn bay ngược lên trời. Vì không đủ điều kiện tham gia trò chơi nên con trai Diệp Lâm Anh chỉ đứng nhìn các bạn, biểu cảm muốn nhưng không được của cậu bé khiến nhân tình vừa thương vừa yêu. Trên trang cá nhân Facebook, Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ hình ảnh con gái Burin đang leo núi mô hình. Khác hẳn với em trai, cô bé hoạt động một cách thuần thục, thậm chí nữ diễn viên cũng phải dành lời khen cho ái nữ. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Qua hai hình ảnh được Diệp Lâm Anh đăng tải trong cùng một ngày, không khó để nhận ra, nữ diễn viên đã sắp xếp công việc để đưa hai bé Burin và B-Boy đến khu vui chơi giải trí. Trước đó, thiếu gia Đức Phạm từng lấy lý do nữ diễn viên hoạt động nghệ thuật không có thời gian chăm sóc cả hai con để giành quyền nuôi B-Boy. Khẳng định sẽ kháng cáo để giành lại quyền nuôi con vì không muốn con trai và con gái phải xa nhau và trưởng thành theo hai cách khác biệt, Diệp Lâm Anh nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Từng tố chồng cũ không cho con trai đến trường, song đến hiện tại, Diệp Lâm Anh vẫn chưa thể kháng cáo mà chỉ được gặp và đưa con đi chơi. Hôm 2 tháng 12, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tranh chấp ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Phía Diệp Lâm Anh cho biết, nữ diễn viên được quyền nuôi bé gái, chồng cũ nuôi bé trai. Kết quả này khiến cô vô cùng suy sụp, thất vọng, từ chối sự tiếp cận của truyền thông. Sau khi kết hôn, Diệp Lâm Anh khá kín tiếng về đời tư, cô tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh, chăm lo cho gia đình. Tháng 11 năm 2018, cô sinh con gái đầu lòng. 5 tháng sau, cựu người mẫu thông báo mang thai lần hai. Thời gian đầu, ông xã luôn sát cánh cùng Diệp Lâm Anh, tổ ấm của hai vợ chồng được khán giả ngưỡng mộ. Đầu năm 2022, Diệp Lâm Anh thông báo ly thân và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục ly hôn. Nữ diễn viên chia sẻ, hai vợ chồng không cùng quan điểm trong công việc, dần dẫn tới những mâu thuẫn khác nên ngày càng xa cách. Kể từ đây, cô và chồng cũ bước vào cuộc tranh giành quyền nuôi con với nhiều ồn ào tranh cãi. Diệp Lâm Anh cho biết chồng là người đâm đơn ly dị, nguyện vọng của cô sau ly hôn là được nuôi hai con, nhưng phía Nghiêm Đức không đồng ý. Chia sẻ với truyền thông, Diệp Lâm Anh cho biết khi kết hôn cô chấp nhận sống chung nhà với chồng để chăm sóc bố mẹ chồng. Hai vợ chồng không có nhà riêng, chính vì vậy khi ly thân, người đẹp sinh năm 1989 buộc phải rời khỏi nhà chồng. Gần một năm qua, Diệp Lâm Anh ở nhà thuê sống cùng con. Nữ diễn viên trở lại showbiz, tham gia nhiều chương trình sự kiện giải trí. Cô cũng kinh doanh làm thêm nhiều việc để có thu nhập. Diệp Lâm Anh tâm sự có nhiều ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng, cày cật lực kiếm tiền. Là mẹ đơn thân, cô áp lực vì gánh nặng kinh tế, vừa nuôi con vừa lo nhiều chi phí kinh doanh. Thậm chí, Diệp Lâm Anh phải nhờ chồng cũ bán đồ để có thêm tiền chi trả cuộc sống trong giai đoạn công việc khó khăn. Gần đây, cựu người mẫu lên tiếng cảm ơn sự động viên quan tâm của bạn bè người hâm mộ. Cô cho biết bản thân đã ổn định tinh thần, lấy lại sự cân bằng. Tôi lao vào việc dọn dẹp nhà cửa để tự đánh lạc hướng bản thân, tránh khỏi những điều tiêu cực. Tôi hiểu bản thân đang cần sự tĩnh lặng, thoát ra khỏi công việc và áp lực cuộc sống để cân bằng lại mọi thứ. Tôi biết ơn vì mình từng là nghệ sĩ, từng có khoảng thời gian trải nghiệm và những cống hiến tuy rất nhỏ bé, nhưng điều đó giúp cho tôi nhận được nhiều tình cảm yêu thương, lời động viên từ mọi người để có thêm động lực về tinh thần. Diệp Lâm Anh viết trên trang cá nhân.